Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay lại kênh YouTube của Hoàng Chủ Auto. Hôm nay Hoàng Chủ Auto xin gửi tới quý vị và các bạn một mẫu xe, đó là con Vios 2010 mang biển số Hải Phòng 15A40655. Con này là đời 2010. Bên em đang giao bán với giá là 239 triệu đồng. Chỉ 239 triệu đồng thôi, các bạn sẽ được sở hữu nó. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho mình theo số điện thoại 0904 250 500, hoặc đến trực tiếp tại km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng để được xem xe trực tiếp và có như lái sẽ chạy thử để cảm nhận. Con Vios 2010 này là bản limo lưng, đã lưng kịch rồi các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy xe mang một màu đen rất là bóng. Form dáng rất là đều, đẹp. Đã được lắp vè mưa, độ lên 4 răng đúc. 4 răng đúc được các bạn này. Tay cầm cửa ốp mạ chrome hết. Bạn nhìn kỹ sơn si rất là đều, đẹp, chưa đâm đụng cũng như ngập nước. Đèn pha rất là sáng. Đăng kiểm thì dài miên man, tháng 8 2020, dài miên man các bạn. Các bạn mua về chỉ việc đi đổ xăng và đi thôi, không phải suy nghĩ gì. Dòng này đã tích hợp xi nhan trên gương, là răng đúc đây. Dàn lốp này thì được khoảng tầm 80% các bạn nhé, 4 lốp. Các bạn đi sâu vào tí nội thất này. Đây là phần táp bi của cửa. Còn rất là mới, sạch sẽ. Phần keo chỉ của cánh đi các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên. Nội thất ra thì cũng là một nội thất màu đen. Đây ghế ra đây. Đây có ghế lái thì hơi rách một chút. Hơi bị dạn chỉ chút, về ghế lái là ghế ngồi nhiều nhất. Ghế phụ thì còn nguyên. Hơi bẩn một chút bạn. Đây. À, ghế đằng sau còn nguyên luôn. Màu đen. Ghế da rất là sạch sẽ. Chân thì được bọc chân 5D rồi. 5D một màu đỏ rất là cá tính. Đen đỏ. Đây phần vô lăng đây. Vô lăng 3 chấu. Đồng hồ. Đến
khởi động lên cho bạn xem nhé. Rồi, tắt hết, đồng hồ bình thường, còn báo cửa và báo phanh tay. Mình hạ phanh tay cho các bạn. Rồi, mất phanh tay rồi. Con này đi được 12 vạn các bạn nhé. 12 vạn. Làm tí âm thanh. Wow, tai nghe vẫn rất là hay. Điều hòa đây. Điều hòa mát lạnh nhá. Bốn cửa gió điều hòa và mát lạnh. Rất mát. Cần số. Cần số này còn rất đẹp này. Cần số rất là nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng các bạn ạ. Nói chung là con xe này rất là ổn. Phần tapi của sau lái đây. Kéo chỉ. Rất còn đẹp bạn ạ. Chưa đâm đụng gì nhé. Chưa mở được cốp à. Tapi cánh cửa sau phụ. Keo chỉ còn nguyên. Cánh phụ đây. Nói chung là con xe này còn rất đẹp các bạn nhé. Không hề đâm đụng. Form dáng cực kỳ đều đặn. Bạn nhìn trong ngoài và nội thất. Đây là phần đít cốp đây. Bạn có thể nhìn đít cốp. Keo chỉ còn nguyên này. Okay. Có cái chỗ nhựa nhựa này hơi bị vỡ tí. Cốp rất là rộng rãi. Lốp sơ cua nguyên bản theo xe. Đây. Không hề mục mọt gì. Phần đít cốp. Không hề mục mọt gì các bạn nhé. Một bên. Hai bên không hề mục mọt gì. Rất là chắc chắn. Cho các bạn kiểm tra một tí phần máy móc.
đâu nhỉ, vừa mở xong nè. Máy móc này rất là sáng sủa này. Nhìn này, máy lổ êm không? Bạn nghe máy lổ êm thiên thít không? Êm như chó thở. Này, phần nắp cabo này, cabo chưa hề đâm đụng bạn nhé, keo chỉ còn nguyên này, form dáng còn rất là đều, không biến dạng gì cả. Các đầu tai máy lổ êm thít, máy là rất là sạch sẽ khô ráo, không có một tít dầu loang nào cả. Ắc quy màu xanh rất là trông là điệu đà. Rồi mình cũng vừa giới thiệu cho các bạn từ ngoại thất đến nội thất, đến cốp và máy của một con Vios 2010. Bản này là bản limo lân các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu về con xe này hãy gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0904 250500, đời 2010. Bên mình đang giao bán là 239 triệu đồng. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp chợ ô tô miền Bắc tại An Lã, Hải Phòng để xem xe. Các bạn xem hãy đăng ký kênh cho mình và bấm vào nút chuông ở bên phải chữ đăng ký đấy để có thể cập nhật những video mới nhất của mình đăng lên cho các bạn xem và sẽ chọn được mẫu xe ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.